Đền Quán Thánh. Đền Quán Thánh hay còn gọi tên là Trấn Vũ Quán. Ngôi đền này được xây dựng cách đây cả ngàn năm, có từ thời vua Lý Thái Tổ. Đền được đặt tên là Quán Thánh là ngôi đền được xây dựng bởi vua Lý Thái Tổ. Ngôi đền này có độ tuổi lên tới hơn 1.000 năm, được xây dựng ở phía bắc của kinh thành Thăng Long xưa với mục đích trấn tà khí từ phương bắc tràn xuống thành Thăng Long. Vào dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, ngôi đền này đã được trùng tu để chào mừng đại lễ. Hiện nay, địa chỉ đền Quán Thánh Hà Nội nằm tại khu vực ngã ba giao cắt giữa đường Quán Thánh và đường Thanh Niên của quận Ba Đình, Hà Nội. Theo lịch sử đền Quán Thánh, thì đền là nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ. Do đó, ngoài tên gọi Quán Thánh, ngôi đền này trước kia còn được gọi là Trấn Vũ Quán. Người là một trong bốn vị thần được lập đền trong Thăng Long tứ trấn ngày xưa nhằm để trấn giữ bốn cửa ngõ của thành. Ngoài ngôi đền thờ Huyền Thiên Trấn Vũ trấn giữa thành phía bắc thì còn có đền Bạch Mã có nhiệm vụ trấn giữ phía đông thành. Trấn giữ phía nam thành đã có đền Kim Liên và phía tây thành có đền Voi Phục ở công viên Thủ Lệ ngày nay. Đền Quán Thánh được xây dựng từ thời nhà Lý đã trải qua nhiều lần tu sửa. Đây chính là một trong rất ít các di tích lịch sử còn mang lại những dấu ấn của đạo giáo, tôn giáo từng cực kỳ thịnh hành tại nước ta thời xưa. Theo tương truyền kể lại, Huyền Thiên Trấn Vũ là vị thần có nhiệm vụ bảo vệ, trông coi trấn cửa bắc, môn, thiên phủ vào thờ nhà Tùy ở những năm 589 đến 600. Ông hạ thế đầu thai làm con của vua nước Tĩnh Lạc. Tuy nhiên, sau khi lớn, Huyền Thiên Trấn Vũ bỏ mọi vương quyền tiền bạc, bỏ cả ngôi hoàng tử của mình mà vào núi Vũ Đế Dương để tu. Sau 42 năm tu hành khổ luyện, Huyền Thiên Trấn Vũ đã đắc đạo và du ngoạn sang nước ta. Ông đi đến vùng sông Nhị Hà, làng Long Đỗ thời xưa, tức Hà Nội ngày nay. Ông đã tu đạo ở một ngôi đền bên Hồ Tây. Ông đã dùng đạo pháp tu luyện được để khử trừ các loại yêu ma quỷ quái chốn này để cứu giúp nhân dân. Do đó, để bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân đối với vị thần đã bảo vệ cuộc sống, người dân nơi đây đã lập đền thờ ông tại chính nơi mà ông ngồi tu hành. Ngôi đền thờ đó lấy chính tên của ông, trước đây là Trấn Vũ Quán, sau đổi tên là Quán Thánh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều sự tích khác nhau về sự tích của đền Quán Thánh. Xoay quanh câu chuyện Huyền Thiên Trấn Vũ, có câu chuyện lại cho rằng Huyền Thiên Trấn Vũ chính là người được Ngọc Hoàng sai xuống để diệt trừ con hồ tinh chín đuôi làm hại dân ở làng Long Đỗ. Vì thế,
vua Lý Thái Tổ sau khi rời kinh đô về thành Thăng Long đã lập đền thờ Huyền Thiên Chấn Vũ ở phía Bắc nhằm trấn yêu quái. Hàng tháng vào dịp rằm lễ mùng 1 hay dịp đầu năm, nhân dân trong vùng và du khách thập phương lại nô nức kéo nhau đến đền Quán Thánh để dâng hương, dâng phẩm vật, cầu xin cho mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no hạnh phúc. Lễ hội đền Quán Thánh được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Ngôi đền này nổi tiếng linh thiêng cầu lộc, cầu mộng, cầu gì được nấy, nên ai ai hễ có dịp đều cố gắng đến ngôi đền này. Đền là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa nổi tiếng của nhân dân ta từ xưa đến nay. Nơi này lưu giữ một giá trị nghệ thuật văn hóa của cả ngàn năm. Đền Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội nằm bên bờ Hồ Tây, gần với tiếng chuông của chùa Trấn Vũ, đã cùng nhau hòa nhịp với thiên nhiên, góp phần tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ, không kém phần cổ kính, mang dấu ấn của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hình ảnh của đền Quán Thánh mà các bạn có dịp chiêm bái nếu đến Hà Nội, ngoài ra còn có Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Đền Quán Thánh, một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, một nơi với nhiều pho tượng độc đáo đặc biệt, trong đó có bức Huyền Thiên được xây dựng khổng lồ, tinh xảo, biểu hiện được chi tiết các nghệ thuật cương nhu nổi tiếng của đạo giáo thời xưa.